phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 80 tỷ đồng. Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an phá chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 80 tỷ đồng. Ngày 2 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và Công an thành phố Đồng Hới, Công an huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch và một số đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng với số tiền giao dịch 80 tỷ đồng. Theo cơ quan công an, các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua các tên miền như agbon.g88.com và 88vzo.com, viva 88.net. Quá trình đấu tranh, các lực lượng chức năng đã thu thập các tài liệu, dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc sử dụng. Thời điểm phá án, các lực lượng công an tỉnh Quảng Bình và lực lượng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã chia thành 14 tổ công tác với khoảng 150 cán bộ chiến sĩ để đấu tranh chuyên án. 2021, bê đối với nhóm đối tượng đánh bạc, tổ chức đánh bạc quy mô lớn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, ban chuyên án đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, triệu tập làm việc với 11 người có liên quan tại thành phố Đồng Hới, 3 người tại huyện Bố Trạch, 5 người tại huyện Tuyên Hóa. Bước đầu xác định, tổng số điểm giao dịch qua mạng Internet để đánh bạc từ tháng 9 đến nay khoảng 80 tỷ đồng. Tang vật thu giữ hơn 114 triệu đồng, 21 điện thoại di động, máy tính các loại, 2 ô tô và tài liệu thể hiện đánh bạc. Theo cơ quan công an, đây là nhóm đối tượng hoạt động tội phạm với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nhiều cách thức để xóa dấu vết, móc nối với các cá nhân ở các tỉnh phía Bắc và các cá nhân ở địa bàn huyện Tuyên Hóa, Bố Trạch, Đồng Hới tham gia thực hiện tội phạm. Bước đầu, lực lượng chức năng đã đủ căn cứ để xác định 14 cá nhân liên quan đến hành vi đánh bạc để điều tra, xử lý theo quy định.